chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình các bạn thân mến triết lý giáo dục định hướng giáo dục hôm nay được xác định là kim chỉ nam cho mọi hoạt động là kiên trì với bộ giá trị cốt lõi sáng tạo dẫn dắt trách nhiệm và triết lý giáo dục toàn diện khai phóng đa văn hóa tôi băn khoăn ngỡ ngàng một chút rồi chợt hiểu thì ra thời đại của giáo dục khai phóng đã chính thức bắt đầu chống di biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết nền giáo dục xã hội chủ nghĩa còn không bài viết của Trịnh Lê Hoài Nam phải chăng nền giáo dục xã hội chủ nghĩa định hướng xã hội chủ nghĩa của nền giáo dục Việt Nam đã đi vào dĩ vãng ngay cả những người có trách nhiệm với vận mệnh đất nước cũng sợ và cho nó vào quên lãng ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm nay trên tất cả các diễn đàn về giáo dục trên truyền thông báo chí cách mạng việt nam trong các chỉ đạo định hướng phát triển giáo dục nước nhà của những người có trách nhiệm chúng ta không còn được nghe nhắc đến cụm từ giáo dục xã hội chủ nghĩa định hướng xã hội chủ nghĩa con người xã hội chủ nghĩa dù chỉ nửa câu nửa chữ nửa lời một cách khai tử rất chi là văn minh nhẹ nhàng mà hiệu quả Vậy triết lý dẫn dắt nền giáo dục Việt Nam hôm nay là gì? À thì ra, kim chỉ nam cho mọi hoạt động để dẫn dắt đất nước đi theo nền giáo dục khai phóng. Triết lý giáo dục, định hướng giáo dục hôm nay được xác định là kim chỉ nam cho mọi hoạt động là kiên trì với bộ giá trị cốt lõi sáng tạo, dẫn dắt trách nhiệm và triết lý giáo dục toàn diện, khai phóng, đa văn hóa. Tôi băn khoăn ngỡ ngàng một chút rồi chợt hiểu. À thì ra thời đại của giáo dục khai phóng đã chính thức bắt đầu theo bạn nên buồn hay nên vui